6 năm đã đi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là tượng đài anh hùng ca 6 người. Điện Biên Phủ là lịch sử dân tộc Việt Nam với tầm vóc lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi vẻ vang, oanh liệt, hào hùng. Để có được những chiến công hiển hách đó, đã có biết bao đồng chí, đồng đội và đồng bào đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi đây cho chiến thắng vang lên. Những tấm gương chiến đấu hy sinh, anh dũng cho chiến dịch Điện Biên Phủ, mãi mãi là hành trang của mỗi bạn trẻ trên con đường đi tới. Và để tiếp nối chương trình là bài hát Giữa Nghĩa Trang Điện Biên, sáng tác Chú Trương Ngô Lục, do các bạn Thanh Huyền, Hương Gia, Thu Huyền và các mối trình bày.